Chuyển đổi số trong doanh nghiệp trước hết phải là nhu cầu tự thân của doanh nghiệp để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đang bị chững lại, nhiều doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số là một khoản đầu tư xa xỉ. Tuy nhiên, tiếp nhận chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà còn là một hướng kinh doanh mới sẽ giúp nhiều doanh nghiệp có thể tái sinh, phục hồi hiệu quả. Chủ doanh nghiệp này đã từng loay hoay với bài toán tiếp cận khách hàng như thế nào để hiệu quả trong bối cảnh mà đơn hàng đang ngày càng suy giảm. Áp dụng giải pháp chuyển đổi số, doanh nghiệp đã nâng cao mức độ tiếp cận thị trường. Trước đây thì khi mà phải sử dụng cái hệ thống tổng đài thì các bạn sẽ không có cái sự linh hoạt, các bạn sẽ phải ngồi cố định một chỗ. Thì thay vì bây giờ thì khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn tương tác khách hàng, các bạn vẫn có thể nhận những cái cuộc điện thoại từ hotline hoặc là các bạn vẫn có thể là gọi điện tư vấn cho khách hàng thông qua cái điện thoại smartphone thông minh. Cái số lượng khách hàng khi mà các bạn kinh doanh đem về là tăng vọt so với cả các năm trước. Theo nhiều đơn vị cung ứng giải pháp, sự đa dạng về giải pháp chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay có thể giúp doanh nghiệp có nhiều lựa chọn. Chuyển đổi số nếu được áp dụng đúng với nhu cầu và khả năng thực tế của doanh nghiệp có thể trở thành cứu cánh cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tại thì cái việc chuyển đổi số là một việc gần như là bắt buộc. Tức là khi mà tất cả thế giới xung quanh người ta có công cụ tốt, người ta có ứng dụng công nghệ thông tin tốt, người ta hoạt động doanh nghiệp hoàn toàn là online được. Mà một số doanh nghiệp mà vẫn quản lý tất cả mọi thứ bằng giấy tờ, bằng Excel chẳng hạn, thì là rõ ràng là những ông đấy là dần dần là sẽ bị loại bỏ, sẽ dần dần sẽ bị bật ra khỏi cái thị trường kinh doanh. Chứ không phải đơn giản chỉ là cái cơ hội, không phải đơn giản chỉ là cái cơ hội để mà ông phát triển hơn người khác nữa. Mà rõ ràng là đây là một cái vấn đề sống còn. Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng cho thấy 55% doanh nghiệp hiện đã tham gia vào chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu toàn cầu và còn lại đang có kế hoạch mở rộng thị trường ra nước ngoài trong 2 năm tới. Việc nhận thức chung được một số xu hướng công nghệ trên thế giới, tiềm năng của chúng, hiểu được thực trạng, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số sẽ giúp cho doanh nghiệp xây dựng được chiến lược phù hợp của riêng mình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của công ty.